collagen chăm sóc làn da chúng ta vô cùng tuyệt vời. Bổ sung collagen để ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da là xu hướng rất được ưa chuộng của chị em phụ nữ hiện nay. Vậy những tác dụng tuyệt vời mà collagen mang lại và sản phẩm kem dưỡng nào bổ sung collagen là phù hợp? HP Cosmetic Skin được chia sẻ đến quý khách hàng qua bài viết sau. Collagen là một loại protein, chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể con người, 70% cấu tạo da và 90% cấu tạo đồ bì. Bởi vậy, collagen là lớp nâng đỡ bên dưới cho bề mặt da, có nhiệm vụ tạo sự đàn hồi và góp phần làm đẹp da. Những tác dụng tuyệt vời mà collagen mang lại cho làn da. Kem dưỡng da collagen giúp làn da căng mướt. Sử dụng kem dưỡng da collagen giúp tái tạo mạng lưới collagen liên kết giữ nước. Việc cung cấp nước xuyên suốt giúp da luôn ẩm mượt và căng trẻ. Sau 25 tuổi, nên bắt đầu tìm hiểu và sử dụng kem dưỡng da collagen để bù đắp dần lượng collagen mất đi cho da. Với nhiều người đây là độ tuổi còn trẻ trung và dấu hiệu lão hóa xuất hiện chưa rõ ràng. Tuy nhiên, nếu không chăm sóc ngay từ thời điểm này, da mặt khô ráp và mất dần độ ẩm. Dần dần, tốc độ lão hóa sẽ diễn ra nhanh đến mức bất ngờ. Kem dưỡng da collagen giúp cải thiện làn da đen sạm. Việc bổ sung kem dưỡng da collagen giúp da đủ ẩm cũng chính là cách tạo nền móng vững chắc, tăng độ đàn hồi. Chỉ khi da đủ khỏe thì mới ngăn chặn được các hắc tố gây sạm đen cho da. Kem dưỡng da collagen làm mờ nếp nhăn hiệu quả. Collagen có cấu tạo đặc biệt hình dây xoắn ốc, co giãn như lò xo. Nhờ cấu tạo này hình thành các sợi dây liên kết giữa các tế bào da. Khi bị thiếu hụt collagen thì các mối nối liên kết này bị đứt gãy, từ đó da không còn đàn hồi tốt và hình thành nếp nhăn. Vì vậy, việc sử dụng kem dưỡng da collagen giúp các nếp nhăn được làm đầy hiệu quả. Kem dưỡng phyto collagen có nguồn gốc chiết xuất hoàn toàn từ thực vật, nên mạch phân tử ngắn, trọng lượng nhẹ, rất dễ hấp thụ qua da và phát huy hiệu quả nhanh sẽ là sản phẩm phù hợp cho mọi làn da chị em phụ nữ. Phyto collagen có thành phần dầu mầm và protein hạt tiểu mạch, có tính năng chống lão hóa, kích hoạt khả năng tự tổng hợp collagen nội sinh tại chỗ của da, chiết xuất cây dâu dê có tính năng giảm nếp nhăn, thậm chí có thể giảm các vết nhăn sâu, kéo căng da làm cho khuôn mặt trở nên bầu bĩnh hơn. Dầu quả kim ngân hoa chứa các chất kích hoạt trẻ hóa làn da như fibrin glycoside, phytosterol, các vitamin nhóm C, A, B và K cung cấp dưỡng chất và làm cho làn da phẳng hơn, màu tươi sáng hơn. Hiệu quả sau khi sử dụng kem dưỡng phyto collagen dành cho các làn da chị em phụ nữ rất tuyệt vời, da trở nên căng mịn, trẻ trung và hồng hào hơn. Đặc biệt những collagen bị đứt gãy từ độ tuổi 25 trở đi được phục hồi và tái tạo ở da. Ngoài ra, kem dưỡng có mùi hương hoa cúc dịu nhẹ rất dễ chịu và phù hợp mọi làn da không gây kích ứng. Hãy like, share và theo dõi kênh HP Cosmetic để nhận được những thông tin hữu ích về sức khỏe và làm đẹp cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ HP Cosmetic nhé.